Xin chào quý khán giả thân thương kênh Sài Gòn Phố. Lâu lâu lắm rồi mình không có dịp mà ghé lại chỗ cô Lan bán bánh tráng á. Hôm nay mình ghé lại ha, cô Lan bán thì siêu rẻ rồi, 15 ngàn một bọc đó, rất là nhiều nha. Rồi bây giờ thì kiểu cô hình như cũng có món mới hay sao đó, tí nữa mình sẽ giới thiệu cho cả nhà. Là có nghĩa là phải làm riêng từng thao một hả cô? Dạ. Lấy đi bao luôn.
Nhưng mà bỏ không một thao là sợ nó không có đều. Đúng rồi, nó không đều mà nó không ngon. Giờ có bỏ chế bỏ rồi đầy đủ hết rồi hết không? Dạ con bỏ da heo cho con đi. Khỏi bỏ. Dạ. Ché bỏ con. Ché là bỏ chung được luôn hả cô? Dạ, ché. Ché nó chua chua vậy không biết mấy đứa con ăn được hay sao. Dạ con cũng ăn ché rồi nên thôi cô để cho con luôn đi. Ché da heo thôi cô. Dạ. Có cái bao trái không cho gì trái nha. Thôi bự quá. Mực hay khô bò cô? Mực nó ngon lắm. Mực dạ. Mực mua bình con vô á. À. Mua bình định vô. À cô ở nhà luôn nha. Dạ. Chắc bên nhà cô. Đến nhà thôi là hai bịch nha. 25.000 một cũng quá nhiều rồi, nửa thao luôn. Yeah.
bồ nó nhào cô chú nó đỡ cô lên được cái này. Cái này là cô Lan đang trộn cái phần bao nhiêu vậy cô? 20 dạ 20 đó ha. Chú yếu sinh viên đang người lên như 20 thôi. Dạ. Thầy Lan cô có nhớ cái hồi con quay cô không ta? Nhớ con chưa? Nhớ chứ ạ. Nhớ chiếm bữa chuyện gái quay gì vậy với anh thanh niên này. Chiều chiều. À. Phải không cô? Bữa chiều chiều đông đông. Bữa đó con mặc áo đen ha. Đúng rồi, con hay chụp cái đầu rồi. Trời nắng nắng con hay chụp cái đầu lại đó. Áo khoác lấy xong rồi chùm lại. Mình nha cả nhà, đó một phần 50.000, đang tí nữa cô bỏ cái bọc kia vô mới đủ 50.000, quá nhiều luôn, một cái bọc rất là to, có bún thịt dê heo nè, rồi có hai té nè, rồi rất là nhiều cái topping ở bên trong luôn, mà chỉ có giá chỉ có 50.000 thôi, cả nhà thấy rất là rẻ nha, chỗ cô bán là mình ăn là mình no bụng luôn á. Chứ con nãy con ăn chăm chứ không biết sang hết nhiều nữa lắm. Dạ nhiều lắm về đây hết bỏ. Dạ không biết ăn sao luôn. Con mới biết là thằng lấy xe cắt xe với con hút 20 đi. Dạ đã nó mới ăn con chết rồi. 20 trời có 50 thôi đó trời. Trời luôn. Tại vì con cũng 8-9 người á. Cái xong ăn như đây là chắc còn no nha cô. Ăn như đây vẫn còn no đó. Đúng rồi. Dạ. No tất chứ ở đó là 100. Không ai chụp cái này đỡ vàng, đỡ vàng. Dạ cái này. Ôi ôi. Quá đã luôn. Ờ cảm ơn cô, con gửi cô chưa lấy bữa. Dạ. Thế không tự lấy. Tháo lại nhiều không thuốc không dầu điều. Thôi con gửi của con. Không không còn gửi đi. Chỉ tiếp thôi. Đơn giản thôi. Cô. Cái tình. À, cô lấy 20. Hả? Đưa gì? Cô bỏ vậy. Dạ, giờ mình là mẹ mình phải có trách nhiệm. Bây giờ sao con? Nếu người ta giàu thì ta mở công ty cho cô người ta làm ăn này nọ. Cô nghèo. Con cô nó có trình độ. Cô phải mua bán bươi chạy để kiếm nuôi con. Còn hai người bệnh nữa chút chút nữa cô chú thành con đeo tâm thần cô coi nó vô này rồi. Yeah. Còn ông ở quậy à. Ông ở quậy có người canh à. Nó vô nó đi cả tầng này mới kiếm được gì ạ à. Là đi lạc đó hả cô? Đeo dạ yeah. Nó đeo lên là đi dạ yeah. Đi mình đi làm ở nhà coi như nó đếm cửa đi không yeah. Rồi giờ là kiếm anh được về rồi kiếm là cái con nó làm điện máy xanh kìa nó lên thiên vàng nó làm điện máy xanh trên đấy. Nó mới thấy ông này là dướng dắt vô chỗ điện máy xanh. Dạ. Nó mới chạy về nó kêu cô. Dạ. Cô Lan cô thấy ở con trai cô ở trên đấy á. Ừ. Cô hút xe ôm cô chạy lên đó. Cô thấy ông đang ngồi. Cô làm không gì à? Dạ. Giờ sao ông đi siêu thị mua nước chưa? Dạ. Cũng may quá cô ha. Dạ. Kiều lắm cô. Dạ. Chùa thôi. Nó làm nó đói mũi nó cắn quá trời chân cắn nó. Rồi. Rồi cô có bỏ lên cô quay không? Dạ có dạ có. Đang làm phần 15.000 cô nữa 15.000 thôi. Dạ. Sinh viên nó có nhiều tiền đâu cô. Nó còn đi học nữa chứ. Dạ.
cha mẹ nó cho em chén qua món này nên dệt thôi. Đa phần con nhà nghèo nó nhìn nước cha làm đới đó. Con nhà giàu nó sang đẹp nó chén qua nó thèm nó mới ăn bịch là vui thôi. Đa phần con nhà nghèo bên nhà đó thôi, đơn giản thôi. Thằng nó chạy tuốt. Dạ. Ồ, cũng may.
con bé nó vỉ ở sau, con thằng Bấn nó vỉ ở bắt nó trước, bây giờ nó là cục của chết hả? Dạ. Bây giờ con bà cũng mất cái trẻ. À, con mà cũng hên, cũng may mà cũng không có vỉ gì hết con ha, tại vì nó cũng thấy nó một mình với con. À, năm nhà con hay mua một trẻ đúng không? À, cảm ơn con. Thấy chưa?